Tối ngày 27 tháng 5, thông tin từ công an huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án bắt đối tượng Vũ Văn Đức, sinh năm 2006, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về hành vi cướp tài sản, thu giữ nhiều tăng vật liên quan. Trước đó, trưa ngày 23 tháng 5, công an huyện Diễn Châu tiếp nhận tin báo của anh CNT, sinh năm 1999, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu với nội dung: vào khoảng 12 giờ 14 phút cùng ngày 23 tháng 5, có một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác nắng, đeo khẩu trang che kín mặt, vào cửa hàng điện thoại NT do anh T làm chủ, có địa chỉ tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Tại đây, đối tượng sử dụng hung khí là một con dao nhọn dài khoảng 15 cm, khống chế hai nữ nhân viên bán hàng để cướp hai điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max trị giá khoảng 50 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Vision màu đỏ, không có gương bỏ chạy theo hướng Diễn Châu Vinh. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ. Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng các thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng như che kín mặt, thay đổi giọng nói, sử dụng chim giác để liên lạc và xe gắn biển kiểm soát giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 5, công an huyện Diễn Châu chủ trì phối hợp với công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án, bắt Vũ Văn Đức, thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại NT khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ quan chức năng thu giữ tăng vật cùng một xe máy, hai điện thoại di động iPhone 14 Pro Max, một con dao và ba điện thoại di động đối tượng sử dụng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu, Vũ Văn Đức khai nhận do nợ nần và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản và một mình thực hiện hành vi. Tài sản sau khi trộm được, đối tượng mang ra Hà Nội tiêu thụ Chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng. Thưa quý vị, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 27 tháng 5, tại khu vực rừng Chút Mút thuộc xã Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, giáp biên giới Việt-Lào, lực lượng chức năng phát hiện một nam giới tử vong. Bên trên nạn nhân có một sợi dây, cạnh đó là mũ và dép. Qua đánh giá ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn đây là Trần Văn Thông, nghi phạm sát hại vợ hờ. Địa điểm phát hiện nạn nhân cách hiện trường vụ án mạng xảy ra vào ngày 6 tháng 5 khoảng vài trăm mét. Lực lượng biên phòng Quảng Bình tiến hành bảo vệ hiện trường, chờ phía công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định chính xác danh tính. Qua những dấu hiệu tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi vấn đây là Trần Văn Thông, sinh năm 1968, chú thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Nghi phạm sát hại vợ hờ cách đây hơn 20 ngày. Khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 5, chị HTM, chú bản Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, cùng Trần Văn Thông sinh năm 1968, nguyên quán xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh vào khu vực rừng gần nhà chị Mờ Sau đó không lâu, ông Thông gọi điện cho người thân ở xã Trường Sơn báo mình vừa sát hại chị Mở rồi tắt máy. Khi mọi người tìm kiếm phát hiện chị Mở tử vong cách nhà khoảng 900m. Nhận tin báo, lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm. Theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Lâm Thủy, ông Thông có mối quan hệ tình cảm với chị Mở thời gian dài nhưng không đăng ký kết hôn. Trước đây chị mờ có một đời chồng và hai đứa con riêng sau đó có với ông thông một đứa con hiện hai người này đang sinh sống trên mảnh đất bố mẹ chị mờ cho và đang trong quá trình làm nhà nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông dẫn đến việc ông thông ra tay sát hại người vợ hờ sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với trần văn thông để điều tra về hành vi sát hại người khác Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một người mặc y phục giống nhà sư đập vỡ kính xe tải ở Bình Dương, bước đầu cơ quan chức năng xác định người đàn ông này không phải là nhà sư và đang mắc bệnh liên quan tới thần kinh. Trước khi đập vỡ kính xe tải, người này đã thực hiện hành vi tương tự với hai ô tô khác dù không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Tối ngày 27 tháng 5, đại diện chính quyền thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, người đàn ông mặc y phục giống nhà sư đứng chặn đầu đập vỡ kính xe tải gây xôn xao dư luận, tên là VDQ, 41 tuổi, quê tỉnh Phú Yên. Ông Quy bỏ nhà đi lang thang và thực hiện hành vi trên tại đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã liên hệ với người nhà của ông Quy ở Phú Yên, đề nghị vào Bình Dương để phối hợp giải quyết sự việc. Sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị đưa ông Quy đi kiểm tra ma túy theo trình tự thủ tục và có kết quả là âm tính. Quá trình xác minh tiếp theo, cơ quan chức năng xác định ông Quy mắc bệnh liên quan đến thần kinh. Trước khi đập vỡ kính xe tải, ông Quy có hành vi tương tự với hai ô tô khác cùng thời điểm, song tài xế rời khỏi hiện trường, không trình báo cơ quan chức năng. Đối với tài xế xe tải, sau khi bị chặn đường, đập vỡ kính chắn gió, đã trở về thông báo sự việc với chủ xe và không đòi bồi thường vì nhận thức được ông Quy có vấn đề về bệnh thần kinh với các biểu hiện lạ tại thời điểm gây án. Về việc ông Quy mặc y phục giống nhà sư, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương khẳng định, người này không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh. Như đã đưa tin sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải bị một người đàn ông đầu trọc, mặc y phục giống như nhà sư, tay cầm gạch đập liên tục làm vỡ kính chắn gió. Sự việc xảy ra trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn giáp danh giữa thành phố Di An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến sáng ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Đồng xoài. Được biết, người đàn ông đi xe máy chở theo con trai do thiếu quan sát nên đã tông vào đuôi xe đầu kéo container đang dừng đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến hai cha con tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, đêm 26 tháng 5, anh Dương Đình Tê, 35 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, điều khiển xe máy mang biển số 37Z90203, chở phía sau con trai 3 tuổi, lưu thông trên đường Phan Bội Châu, theo hướng từ khu công nghiệp Đồng Xoài 3 ra quốc lộ 14. Khi đến đoạn qua khu công nghiệp Đồng Xoài 3, ấp 1, xã Tiên Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xe máy của anh T đâm vào đuôi xe đầu kéo container biển số 34C24379 đang dừng đỗ bên đường. Cú va chạm mạnh khiến cha con anh T cùng xe máy văng lên phía trước nhiều mét và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 27 tháng 5, tại trụ sở Công an huyện Cần Giờ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi khen thưởng các tập thể tham gia phá án vụ cô gái bị sát hại giấu trong vali rồi phi tang trên núi nhỏ ở thành phố Vũng Tàu. Cụ thể 4 tập thể đã được khen thưởng vì phá nhanh vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Tham dự có ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh công an huyện Cần Giờ. Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam đã trao đổi thư khen và tiền thưởng cho 4 tập thể, gồm phòng PA06 công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng PC02 công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đội cảnh sát hình sự công an huyện Cần Giờ và công an xã Bình Khánh huyện Cần Giờ. Trung tướng Lê Hồng Nam đã biểu dương các đơn vị, cá nhân đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương truy xét dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Địa điểm gây án rất xa so với nơi xuất hiện cuối cùng của nạn nhân là hơn 100 km. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị đã xác định và truy bắt thành công đối tượng sát hại người cướp tài sản. Việc nhanh chóng khám phá vụ án cho thấy được tinh thần chủ động, sự kiên quyết, hiệp đồng tác chiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và công an các tỉnh lân cận, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Phát biểu tại buổi khen thưởng, Trung tướng Lê Hồng Nam đã ghi nhận chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các đơn vị trong công tác điều tra khám phá án, từ khâu tiếp nhận, xử lý tin báo, đến công tác điều hành, chỉ huy, phối hợp, truy xét, đấu tranh khám phá án. Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạm giam Võ Thành Long, sinh năm 2004, về hai hành vi sát hại người và cướp tài sản. Vũ Thành Duy, sinh năm 1999, về hai hành vi che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Long quen chị T, 21 tuổi, ngụ tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh qua mạng xã hội. Ngày 18 tháng 5, Long cùng Huy lên thành phố Hồ Chí Minh rồi cùng chị T ra Vũng Tàu. Sau đó, Long và chị T về khách sạn nghỉ ngơi. Dạng sáng hôm sau, Long đã sát hại chị T, cướp tài sản rồi cùng Huy bỏ chị T vào vali mang lên núi nhỏ phi tang. Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 5, trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, vừa xảy ra một vụ nổ nghi do cưa đạn làm một người tử vong. Sau tiếng nổ lớn, nhiều người chạy tới hiện trường thì phát hiện anh B đã tử vong. Lực lượng chức năng phát hiện một quả đạn đã bị cưa có đường đất. Theo đó, lúc 12 giờ cùng ngày, người dân xung quanh nhà ông Phan Diên, chú thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, nghe một tiếng nổ lớn. Người dân và lực lượng chức năng đến kiểm tra thì thấy anh Huỳnh Ngọc P tử vong không nguyên vẹn, sinh năm 1984, chú tại xã Xuân Quang 2. Nhiều vật dụng rơi vãi, tung tué khắp nơi. Kiểm tra căn bếp, lực lượng chức năng phát hiện một quả đạn đã bị cưa có đường đứt chiếc cưa máy. Trong bếp có hai quả đạn, gồm một quả đạn pháo 105 ly và đạn cối 82 còn nguyên. Hiện Công an huyện Đồng Xuân đang điều tra làm rõ vụ nổ trên. Trước đó, nhiều vụ việc tử vong do cưa bom mìn đã diễn ra ở nhiều địa phương, dù đã được cảnh báo nhưng người dân vẫn chủ quan. Gần đây nhất là sáng ngày 17 tháng 1, người dân ở ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cá Mau, thấy ba người đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông Cửa Lớn, Cách cầu Năm Căn khoảng 7 km để đục hàu mò tìm phế liệu. Không lâu sau, có tiếng nổ lớn phát ra, cả ba người mất tích gồm Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1982, Tạ Văn Nhí sinh năm 1991 và Nguyễn Trí Hiếu sinh năm 2008 cùng tạm trú tại khóm Sapo thị trấn Năm Căn. Khi nổ lớn phát ra, người dân cách vụ nổ chừng 700 đến 800 m ghi nhận nhiều vật dụng treo trong nhà bị rơi xuống đất, nhiều tủ kính bị nứt vỡ. Kiểm tra tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích. Gần đó là một chiếc bình hơi, loại thường dùng cho thợ lặn. Nguyên nhân vụ nổ được xác định do ba người này buộc quả bom vào chiếc vỏ lãi rồi di chuyển sang bìa rừng bên kia bờ sông cửa lớn, dùng cưa điện để cưa bom rồi dẫn đến sự việc đau lòng. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị xét xử vụ án đánh bạc, trong đó có sự bảo kê của một cán bộ Bộ Công an. Theo lịch xét xử, ngày 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xử 18 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở thành phố Nha Trang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang tại câu lạc bộ Joker Club ở lô 23.20 đường số 2, khu đô thị Hà Quang 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, đang tổ chức đánh bạc cho 7 người với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bài poker ăn thua bằng tiền. Khám xét căn phòng, cảnh sát thu giữ 582 chip, tương đương 304 triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan. Trong số các con bạc có ông Ham Hyung Chun, 48 tuổi quốc tịch Hàn Quốc đang bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã quốc tế về tội trộm cắp tài sản và Interpol đã có thông báo truy nã từ tháng 8 năm 2022. Hiện bị can này đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa. Kết quả điều tra xác định từ tháng 6 năm 2022, Nguyễn Minh Hải, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình Hoàng Long, Hứa Vũ Long cùng ngụ thành phố Nha Trang, Nguyễn Hữu Văn, ngụ thành phố Huế cùng góp vốn tổ chức câu lạc bộ poker Joker Club cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chip để chơi bài poker thắng thua bằng tiền. Những người trên tổ chức đánh bạc và cắt phế 5% tiền thắng được trong một ván bài của người thắng cuộc. Nhóm người trên thuê 7 người làm quản lý quầy thu ngân, đổi tiền, chip cho khách đến chơi, ghi chép sổ sách chi tiêu, thu nhập hàng ngày của câu lạc bộ, người chia bài chăm sóc khách hàng, mời khách đến chơi. Từ ngày 7 tháng 6 năm 2023 đến ngày 2 tháng 2 năm 2023, nhóm người trên đã thu lợi bất chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại Joker Club gần 6 tỷ đồng. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện một cán bộ thuộc Bộ Công an cơ quan phía Nam nhận tiền để bảo kê cho sòng bạc trên. Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2017 đến giữa năm 2020, Nguyễn Minh Hải và một số người có vốn đã mở 10 bàn chơi poker tại Nha Trang Bridge Club and Poker Club ở khu vực khách sạn C30 Nguyễn Thiện Thuật, nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang. Việc quản lý vận hành các câu lạc bộ trên được giao cho một số người quốc tịch Trung Quốc, Campuchia. Hải chịu trách nhiệm ngoại giao để các sòng bạc hoạt động mà không bị kiểm tra. Tháng 9 năm 2020, Nguyễn Minh Hải có thông tin việc cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm poker tại Nha Trang, nên Hải tìm cách liên hệ với Lường Tiến Quân, đang là phó phòng 4 thuộc cục cảnh sát hình sự Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội để nhờ giúp đỡ và được quân đồng ý. Hai bên gặp nhau lần đầu hồi tháng 9 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quân ra điều kiện phải chi tiền hàng tháng để câu lạc bộ chơi poker tại khách sạn C30, không bị Cục Cảnh sát hình sự kiểm tra. Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Khánh Hòa, Hải chuyển qua địa điểm khách sạn Emerald Bay ở địa chỉ 100 trên 8 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Tại đây, Hải cùng đồng phạm mở 6 bàn poker và mở 6 bàn nữa tại khách sạn Bột Tuần ở số 6 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Giai đoạn này, Lường Tiến Quân yêu cầu Hải liên hệ qua người tên Hùng, chưa rõ nhân thân lai lịch để trao đổi thông tin cũng như chuyển tiền cho mình. Đến tháng 6 năm 2022, Hải góp vốn thành lập Joker Club tại khu đô thị Hà Quang 2 cũng với phương thức thủ đoạn như cũ để hoạt động mà không bị kiểm tra. Sau đó, Hải giao cho Nguyễn Đình Hoàng Long quản lý, vận hành Joker Club. Cơ quan tố tụng kết luận, trước khi bị bắt giữ, Hải và Long đã chi cho Lường Tiến Quân 420 triệu đồng. Cũng theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra, Nguyễn Minh Hải còn khai nhận từ năm 2017 đến năm 2019, Hải đưa cho Lường Tiến Quân nhiều lần tổng cộng 35.000 đô la Mỹ. Mới đây, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa truy xét bắt giữ hai đối tượng tuổi vị thanh niên gồm Nguyễn Đăng Minh Tuấn và Dương Khánh Sơn, cùng sinh năm 2007, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, về hành vi cướp giật. Các đối tượng có hành vi phạm tội hết sức manh động trên đường phố Đà Nẵng. Theo Công an quận Cẩm Lệ, Tuấn và Sơn sớm bỏ học, dạt nhà từ Quảng Bình vào thành phố Đà Nẵng để kiếm việc làm, có tiền tiêu xài. Gần đây, hai đối tượng này thường chạy xe rong ruổi các tuyến đường, tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản. Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, Tuấn điều khiển xe máy biển kiểm soát 29T1-06215, chở Sơn đi từ phòng trọ ở số K64 đường Đoàn Phú Tứ thuộc quận Liên Triều, Đà Nẵng, đến khu vực đường Trường Trinh, quận Cẩm Lệ. Khi đang dừng chờ đèn đỏ thì hai đối tượng phát hiện bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1971, trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đi bộ cùng chiều trên đường gom dân sinh, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên bám theo. Lúc này, Sơn lên cầm lái xe máy áp sát để Tuấn giật dây chuyền vàng trên cổ bà Mờ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cả hai sau đó mang dây chuyền đi bán được 12,7 triệu đồng. Tuấn dùng số tiền 6,5 triệu đồng để đi chụp lại điện thoại iPhone 13 đã cầm trước đó số tiền còn lại cả hai tiêu xài. Những tưởng vụ cướp cho lọt nên sáng ngày 27 tháng 5, Tuấn Sơn lại tiếp tục bàn nhau đi tìm con mồi tiếp theo. Nhưng cả hai đã bị bắt và cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật. Mới đây tại Can Lộc Hà Tĩnh, một chiếc xe container đậu trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị trấn Nghèn vẫn còn bật xi si nhan, nhưng tài xế được phát hiện đã tử vong trong cabin. Chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Nghèn cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một tài xế xe container tử vong bất thường trong cabin. Theo đó vào khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 5, người dân phát hiện xe container biển số 89H014XX đậu trên đường trong thời gian rất lâu, đèn xi nhan nhấp nháy mà không di chuyển nên đã trèo lên từ cánh cửa xe để xem. Lúc này người dân phát hiện tài xế đã tử vong bất thường trên giường nghỉ trong cabin. Nhận được tin báo, công an huyện Can Lộc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cũng như xác minh danh tính tài xế. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo gửi trường quốc tế Mỹ Việt về việc trường không được tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10 và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học 2024-2025. Theo đó, căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025. Xét các điều kiện về tuyển sinh của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, hiện vẫn chưa có phương án khả thi để cải thiện tình hình hoạt động năm học 2023-2024. Bên cạnh đó, trường vẫn chưa đảm bảo được các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2024-2025. Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam – chưa đủ điều kiện xem xét giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam không được tuyển sinh các lớp đầu cấp, lớp 1, lớp 6, lớp 10 và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học 2024-2025. Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam được thành lập năm 2006, đặt tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Học phí của trường là 280 đến 725 triệu đồng một năm, tùy cấp học. Tháng 9 năm ngoái, trường gây chú ý khi bị phụ huynh tụ tập đòi nợ. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, toàn bộ học sinh của trường phải nghỉ học do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương. Để trường có thể hoạt động bình thường đến tháng 6, chủ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm từ 9,5 đến 25,5 triệu đồng một học sinh mỗi tháng. Tuy nhiên, số kinh phí cần duy trì đến tháng 6 là 125 tỷ đồng, nhưng tính đến ngày mùng 4 tháng 5, chỉ gần 750 phụ huynh đóng góp hơn 31 tỷ đồng. Vì thế, trường phải kết thúc năm học sớm trước một tháng, ngày 26 tháng 4, thay vì cuối tháng 5 như những năm trước. Riêng học sinh lớp 12 vẫn đến trường ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tú tài. Trong thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ mua bán vận chuyển ma túy đã bị cơ quan công an bắt giữ. Mới đây, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 5 nghi phạm vận chuyển ma túy trái phép qua cửa khẩu quốc tế La Lai, Quảng Trị, thu giữ 100 bánh heroin. Tối ngày 27 tháng 5, Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cục cửa khẩu bắt giữ vụ vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn, đưa từ lào qua cửa khẩu quốc tế La Lai Quảng trị về nội địa tiêu thụ. Trước đó tại km số 5 quốc lộ 15 thuộc thôn La Lai, xã A Ngo, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng trị, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án A 4243P, các đơn vị chức năng của Bộ đội Biên phòng bắt quả tăng 5 người quốc tịch Lào có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy từ Lào về Việt Nam. Các nghi phạm bị bắt gồm Phisa Mai Kolarat, 24 tuổi, trú tại thành phố Cây Sòn Phong Vi Hàn, tỉnh Sa Văn Nutami Sai, 29 tuổi, Thịp Bussalat, 23 tuổi, Bun Sulevan, 47 tuổi và Khen 30 tuổi, cùng trú tại Viên Trăn, Lào. Lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm 100 bánh heroin được cất giấu trong xe ô tô biển Lào 4735 cùng nhiều tăng vật liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các nghi phạm khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Lào đưa qua cửa khẩu quốc tế La Lai về Việt Nam tiêu thụ với tiền công là 6.000 đô la Mỹ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra làm rõ. Không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với biển xanh cát trắng khiến nhiều người liên tưởng đến Maldives, hòn hai bờ đập còn hút khách bởi nhiều trải nghiệm thú vị như lặn biển ngắm san hô, cắm trại hay câu mực đêm. Hòn Hai Bờ Đập là một hòn đảo thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây được mệnh danh là Hạ Long của phương Nam, với nhiều hòn đảo lớn nhỏ tạo nên khung cảnh hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ. Hòn Hai Bờ Đập có hình dáng khá đặc biệt, gồm hai phần được nối liền bằng một giấy đá tự nhiên giống như một con đập. Thiên nhiên nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp kỳ bí, nguyên sơ, hấp dẫn các tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm khám phá. Tới hòn hai bờ đập, du khách sẽ được đắm mình dưới làn nước trong veo mát lạnh. Điểm đặc biệt, nước biển ở đây có màu xanh ngọc bích, đẹp không kém gì Maldives. Đối với những ai thích khám phá, chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo, có thể thử cắm trại dưới hàng dừa xanh ngát bao quanh. Sau khi cắm trại, du khách có thể tổ chức tiệc barbecue, đốt lửa trại và tổ chức các hoạt động team building về đêm khi không gian trở nên tĩnh lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ dì rào yên tĩnh cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với bất cứ ai đặt chân đến đây một trong những trải nghiệm thú vị được nhiều du khách quan tâm và thấy thích thú nhất khi đến với hòn hai bờ đập là lặn biển tận mắt ngắm nhìn những dặm san hô rực rỡ dưới đại dương hệ sinh thái ở khu vực này được đánh giá là vô cùng đa dạng với nhiều loại sinh vật phong phú ngoài ra tới đây du khách còn có thể tham gia hoạt động bắt nhum bắt cá và lắng nghe những câu chuyện thú vị từ ngư dân địa phương không chỉ sở hữu bãi tắm sạch, hòn hai bờ đập còn hấp dẫn du khách với nhiều loại hải sản tươi ngon như cá, ghẹ, mực, cua ốc. Du khách cũng có thể tự tay đánh bắt và thưởng thức các món ngon từ hải sản nơi đây. Để di chuyển tới hòn hai bờ đập, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh bắt xe khách tới Hà Tiên xuống ngã ba ba hòn. Sau đó, du khách sẽ di chuyển bằng tàu tới hòn heo với giá khoảng 30.000 đồng một lượt, rồi từ đây thuê tàu cá để ra bờ đập Lựa chọn khác là du khách có thể từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Rạch Giá, tiếp tục đi tàu thường hoặc tàu cao tốc tới đảo, thời gian di chuyển khoảng 2 đến 5 giờ đồng hồ tùy từng phương tiện. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa công bố các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hóa. Ông Hóa bị buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước, từ năm 2011 đến năm 2021, với chức vụ là Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập, Nguyễn Hữu Hóa, sinh năm 1972, thường trú khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn. Qua đó, Hóa tác động Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Phúc ký hợp đồng giao khoán trái quy định đối với diện tích đất rừng trồng tại thôn Đắc Son 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Sau đó, lợi dụng sự buông lỏng việc quản lý đất đai và lâm sản trên diện tích đất này, Nguyễn Hữu Hóa tiếp tục tác động đến Ủy ban nhân dân xã Phú Văn, hạt kiểm lâm liên huyện thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang minh hiện trường cây gỗ và tiến hành bán số lâm sản trên diện tích đất nói trên nhằm thu lợi bất chính số tiền trên 2 tỷ đồng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Hữu Hóa để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 27 tháng 5 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, Đà Lạt đêm say là một trong những sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Đà Lạt đêm say sẽ là chương trình du lịch đêm khép kín, kết nối ga Đà Lạt, ga Trại Mát với các điểm du lịch tại điểm đến. Du khách sẽ bắt đầu hành trình bằng chuyến tàu đêm tại ga Đà Lạt, thưởng thức đặc sản địa phương, chương trình nghệ thuật trên tàu và tham quan tại điểm đến. Bà Trần Thị Vũ Loan Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt nhận định: Đây là một ý tưởng sáng tạo gắn với đề án phát triển kinh tế đêm Đà Lạt. Mấy tháng trước, chương trình kết hợp âm nhạc và di sản trên đường sắt Đà Lạt chạy mát đã mang lại ấn tượng tuyệt vời cho người trải nghiệm. Đây là chương trình du lịch đêm khép kín, kết nối ga Đà Lạt với các điểm du lịch dịch vụ tại điểm ga chạy mát. Hành trình sẽ bắt đầu vào khoảng 18 giờ hàng ngày tại ga Đà Lạt, nơi du khách có thể check-in với nhà ga xe lửa cổ nhất Việt Nam do người Pháp xây dựng. Công trình kiến trúc độc đáo này lấy cảm hứng thiết kế từ núi Lang Biang huyền thoại và mái nhà rông Tây Nguyên truyền thống, đã được công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia. Theo bà Nguyễn Thị Binh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong khoảng nửa tiếng ngồi trên toa tàu với tốc độ di chuyển 15 km một giờ, du khách có thể thoải mái khám phá vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn của thành phố Hoa và tận hưởng không khí mát lạnh ban đêm. Nếu có nhu cầu, hành khách có thể thưởng thức rượu vang với đặc sản Đà Lạt trong tiếng nhạc du dương do các nghệ sĩ chơi đàn guitar, violon hay kèn saxophone biểu diễn. Xuống ga chạy mát, du khách sẽ được xe điện đón đến xóm Lèo, phường 11. Cái tên nghe dân dã nhưng với độ cao lý tưởng và sở hữu những quán cà phê chất như nước cất. Xóm Lèo là tọa độ ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất tại Đà Lạt. Ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt từ trên cao khiến em cảm thấy bình yên đến lạ. Background mây trời bao la cùng thung lũng đèn tại xóm Lèo quả là điểm sống ảo có 102 bạn Lê Nguyễn Trà My đến từ thành phố Hồ Chí Minh thổ lộ. Tại xóm Lèo, du khách có thể trải nghiệm năm say. Say với những bức ảnh đẹp, say với view 360 ngắm nhìn thung lũng đèn từ trên cao, say với cảm giác xe lạnh của Đà Lạt vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, say với ẩm thực độc đáo của Đà Lạt, say với những câu chuyện nói về cảnh đẹp và tình yêu Đà Lạt bằng âm nhạc. Đến khoảng 21 giờ, du khách sẽ được đưa trở lại trung tâm thành phố Đà Lạt bằng xe điện để có những cảm nhận và góc nhìn khác về xứ lạnh. Ngày 26 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh tư liệu Hồ Chí Minh khát vọng độc lập dân tộc do khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp phối hợp tổ chức. Tham dự sự, sự kiện có đông đảo bạn bè Pháp, bà con kiều bào, học sinh sinh viên và cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: triển lãm kể lại hành trình về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh từ những năm tháng tuổi trẻ bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam mỗi hiện vật hình ảnh tài liệu đều cho thấy những hy sinh gian khổ mà bác đã trải qua những chiến công hiển hách mà bác đã cùng dân tộc việt nam lập nên đại sứ đinh toàn thắng khẳng định dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh nhân dân ta đã trải qua bao hy sinh gian khổ cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và mỹ Khát vọng giải phóng dân tộc đã trở thành hiện thực. Vì vậy, triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Bác là một lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi chúng ta về trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Triển lãm Hồ Chí Minh Khát vọng giải phóng dân tộc giới thiệu gần 200 bức ảnh tư liệu, tài liệu về thân thế, cuộc đời sự nghiệp của Bác với nội dung gồm 5 phần. Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước và hành trình từ người thanh niên yêu nước thành người chiến sĩ cộng sản năm 1911 đến 1930. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản và chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945. Lãnh tụ Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi 1945-1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc 1955 1969. Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới 1969 đến nay. Trước đông đảo những người bạn Pháp và bà con Kiều bào, bà Lê Thị Phượng, giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch bày tỏ. Văn ngang qua ba thế kỷ, từ hai châu lục muôn vàn xa xôi, trải qua biết bao thăng trầm thử thách, hai nước Việt Nam và Pháp chúng ta có mối quan hệ rất đặc biệt với sự gắn bó mật thiết về lịch sử, văn hóa, xã hội, như một sự sắp đặt của lịch sử. Mối quan hệ ấy còn được khởi đầu bằng việc hơn 100 năm trước đây, từ sức hút của khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái với khát vọng độc lập dân tộc, Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đã đến nước Pháp, bắt đầu cuộc hành trình mang tầm vóc thời đại để được xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào. Giám đốc Lê Thị Phượng nhấn mạnh Thông qua gần 200 hình ảnh tư liệu, triển lãm Hồ Chí Minh khát vọng độc lập dân tộc được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà người để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ. Đặc biệt với cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mùa hè năm 1946, Hồ Chí Minh là thượng khách của nước Pháp. Trong khi cương quyết đấu tranh với chủ nghĩa thực dân Pháp, xóa bỏ ách cai trị thuộc địa ở Việt Nam, kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc, Hồ Chí Minh vẫn luôn trân trọng những giá trị văn hóa Pháp. Khi đề cập đến mối quan hệ Việt Pháp, người không bao giờ bỏ lỡ dịp nhấn mạnh ý nghĩa và cố gắng xây dựng, phát triển mối quan hệ thân thiện và hợp tác giữa hai quốc gia. Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp. Điều này đã định hướng cho quan hệ bang giao Việt Pháp cũng như tinh thần thân thiện giữa nhân dân hai nước sau năm 1954. Ông Jean-Pierre Brad, cựu thị trưởng thành phố Montreal khẳng định, triển lãm đã mang đến rất nhiều cảm xúc khi kể lại quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng lỗi lạc. Hồ Chí Minh không phải là một nhà cách mạng bình thường, người là một nhà cách mạng kiệt xuất bởi người là hiện thân của lòng yêu nước, tình yêu dân tộc và trí tuệ trong tổ chức đấu tranh cách mạng, tôi đã rất cảm động khi được thấy lại những hình ảnh của người trong thời gian hoạt động tại Pháp và tình cảm mà người đã dành cho nhân dân Pháp. Sau lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra chương trình văn nghệ bài ca Hồ Chí Minh do các nghệ sĩ không chuyên của dàn hợp xướng hợp ca quê hương biểu diễn. Triển lãm Hồ Chí Minh, khát vọng độc lập dân tộc là sự kiện quan trọng và ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp. Triển lãm mở cửa cho bạn bè Pháp và bà con Kiều Bào đến hết ngày 3 tháng 6. Thưa quý vị, một hồ nước bí ẩn được phát hiện trong hang thùng, cao hơn sông ngầm khoảng 15 mét, nên nhìn như đang treo lơ lửng trên vách hang đá. Bên trong khu vực hồ nước này nhìn như một cổng điện nguy ngả. Đoàn thám hiểm của công ty trách nghiệm hưu hạn Jung thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, mới đây đã phát hiện hồ nước khổng lồ nằm cao trong lòng hang thung vườn quốc gia Phong Nha kẻ bàng. Hồ nước này cách cửa hang thung khoảng 1 km, được xem là một trong những hang động nguyên sơ nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ước chừng hồ nước nằm cao hơn so với hệ thống sông ngầm khoảng 15 m nên được ví như treo trên vách hang. Hồ nước khổng lồ có màu nước xanh ngọc bích trong vắt này, được tạm đặt tên là hồ lơ lửng. Vào thời điểm thám hiểm, do thiếu nhiều trang thiết bị thăm dò độ sâu, nên các thành viên của đoàn chưa thể tìm ra mảnh nước tạo nên vị trí đặc biệt của hồ. Dù chưa tìm ra lối nước vào của hồ, nhưng qua khảo sát ban đầu, đội thám hiểm của đơn vị này cho biết độ sâu của hồ nước có thể lên đến hơn 10 mét. Khi đoàn thám hiểm của công ty này trở lại hồ nước bí ẩn trong hang thung, phát hiện, chỉ trong vài ngày, mừng nước trong hồ này đã tụt xuống 2 mét, ngay cả khi quanh vị trí hang những ngày qua có mưa. Theo các chuyên gia, có thể đáy hồ thông với một sông ngầm nào đó. Mừng nước của sông ngầm này cũng cao, để tạo đủ áp suất cho nước trong hồ dâng lên và hạ xuống, khi ở vị trí như treo trên vách hàng đại diện sở du lịch tỉnh quảng bình cho biết sẽ khảo sát các chỉ số kỹ thuật của hồ nước nếu đảm bảo an toàn thì mới cho khai thác